Ai đó vô đi. Ở đi, ở đi, ở đi, con. Ây da, Ba. Dạ nội ơi, ba với bà muốn mời nội xuống phòng khách, có chuyện muốn nói á. Trời ơi, gì mà ghê gớm vậy? Đây dạ. Có chuyện gì mà có cho Giao Liên đi mời đi. Dạ. Ừ. Cái gì con? Con đau bụng. Con đau gì? Nhức đầu hả? Đau bụng. Trời ơi. Trời ơi. Ai làm cái đầu con vậy? Hả? Rồi. Nội, con thì... đau quá. Biết rồi, trời biết rồi. Thằng bẩn chứ gì? Đúng rồi nội. Được rồi, để ông nội trị nó. Nội ơi. Giữ cô bò. Nội. Giữ cô bò đi. Con có quen thằng bạn kia dễ thương lắm nội. Hay là giờ mình đuổi thằng Mẫn đi, xong mình nhận nó làm con nuôi đi nội. Không phải, giữ cô bò. Thằng Long đó nội. Dẹp. Nhận nó làm con nuôi đi nội. Dẹp. Thằng Mẫn. Thằng Mẫn đâu? Dạ. Trời ơi là trời. Mày sao vậy? Mày sao vậy? Dạ. Hả? Tại sao mình là em mà tối ngày ăn hiếp anh mình hoài là sao? Con đâu có hiếp ảnh gì đâu nội. Còn không á dạ. Nó quýnh con đau quá hả? À. Nó cũng đau kìa. Con bị đau nặng hơn ảnh nữa nội. Đau gì? Đau à, đau mà đau. À, nội nhìn nội. Trời ơi. Ủa, trời con hai người lại làm gì vậy? Tôi nói cho ông biết là bắt đầu từ ngày mai hai mẹ con tôi sẽ đình công, không làm chuyện gì trong nhà này nữa. Ủa vậy là sao? Là từ nay về sau con không quan tâm tới cổ phiếu nữa. Vậy là hai người quyết định đình công phải không? Chính xác. Thôi, ba em nội trước khi đình công, coi vết thương của con nè, con đau lắm á. Dẹp. Có ai đình công mà đi coi vết thương không? Con ơi, chỗ người lớn nói chuyện đi, chỗ khác đi. Dài quá. Cả nhà. Đi. Coi rồi. Thấy rồi, thấy vết thương rồi, nặng lắm rồi, đi, được chưa? Ồn ào quá. Trời ơi, con đau mà không ai quan tâm con hết đó. Vậy là sao, bà muốn cái gì? Tôi không muốn, ông là coi tôi như người ở không công trong nhà này, ông nghĩ đi. Tôi là, dù sao tôi là vợ ông, là bộ vợ một bác sĩ. Mà bắt bà vợ phải đi giết chi tiêu đi mua hành mua tổ cũng như đây. Tôi không muốn bị đối xử như vậy nữa. Cho nên tôi không muốn làm việc gì trong nhà này nữa. Còn con không bao giờ muốn là một giống như là bị đối xử như một tên nô lệ vậy đó. Làm quần quật có bao giờ được nghe từ cảm ơn không? Không bao giờ nghe hết. Mà lúc nào á cũng đánh đập không à. Xỉ vô đầu không à. Có gì cũng đánh hết á. Bây giờ con không làm nữa. Ba thuê ai về đó thì ba thuê đi. Nhưng mà ba nhớ là tìm cái người nào mà chịu được cái tính của ba. Nhưng mà con nghĩ là không có ai chịu được đâu. Tôi nói cho ông biết, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ không làm việc nhà nữa, ngay cả cụ bo nữa. Kiếm người lo cho nó đi. Ở trong nhà này ai lo được thì cứ lo. À, giờ tôi hiểu ha. Phản kháng phải không? Phản đối phải không? Được, hai người muốn tôi chịu. Quang Anh. Ủa, dạ ba. Con á, bắt đầu từ ngày mai con kiếm cho ba một hai người nào làm việc nhà cho ba đi nha. Và tìm luôn một người để giữ cô bo. Nhưng cái tiền trả cho người đó, nói thằng Phúc nó trả tiền. Còn dạ. Ba sẽ tự tìm cái người mà quản lý cái chứng khoán cho ba. Mẹ, anh, có chuyện gì vậy? Đoán rồi. Hai chị vô đây. Cảm ơn hai chị nhiều nha, tới đây giúp đỡ cho tôi á. Có gì đâu chị, nhờ làm vậy tôi có thêm thu nhập thôi mà. Dạ, vậy thôi có gì chị xuống dưới chị rửa em tôi đóng chén nha. Dạ, dạ xin phép chị. À, còn em? À, dạ chị cứ yên tâm, em á có kinh nghiệm giữ trẻ được 2 năm rồi. Vậy hả? Vậy dạ. Thì tốt quá. Vậy chị cho em hỏi cháu bé đâu ạ? Dạ chị, theo tôi. Dạ. Chào chị. À, tôi là nhân viên tài chính chứng khoán ở công ty Thịnh Vượng. Tôi có hẹn anh nhà tới đây. À, dạ dạ, vậy chờ chút xíu. Dạ. Ba ơi! Ba ơi, có khách tìm ba nè. Anh chờ chút xíu nha. Theo tôi. À, đến rồi đó à. Dạ. Ôi, thật là chuyên nghiệp có khác à ha. Đó, tôi có vài điều muốn hỏi anh, theo tôi. Dạ. Hai mẹ con mình ngồi đây có ai thấy không vậy? Như người tàn hình vậy đó hả? Dạ, đã đến lúc anh nên đầu tư thêm 20% thì sẽ tốt. Dạ. Dạ. Đúng vậy đó à. Ồ, vậy mà từ trước giờ tôi không nghĩ tới chứ. Phải đầu tư thêm à.
Dạ đúng lúc rồi anh. Anh nhìn bảng em phân tích, anh sẽ thấy rất là rõ. Dạ. Công nhận cái mặt cô Bo thấy ghét thiệt á. Nhìn cái mặt là thấy ghét rồi. Cô rảnh ẩm cô Bo làm con đi pha sữa cái. Đình Công. Dạ. Được, mình pha sữa uống nha. Dạ con mời cô cho anh xuống ăn cơm ạ. À. Ờ. Trời ơi, phải chi mình đình công sớm là mình ăn ở không rồi. Ừ, chứ hả, có người dạ thưa, bưng cơm dời nước cho mình. Mà mình ăn ở không vậy, mình ăn nó kỳ không? Thấy thì cũng kỳ đó, nhưng mà thôi cũng kệ. Dạ có canh rồi đây, mời mọi người dùng ngon miệng. Cảm ơn cô. Con về rồi. Chị về rồi, chị cho ăn cơm luôn nha. À, cảm ơn chị. À, vâng. Sao ba thấy được không ba? Cô thì nấu ăn rồi ngon á. Dạ. Chị nấu ăn ngon lắm, cảm ơn chị nha. Dạ, cô quá khen. Dạ. Nấu ăn rất là hợp khẩu vị của tôi. Rất ngon. Còn cậu cũng vậy. Dạ. Tôi rất hài lòng với công việc của cậu. Thống kê cổ phiếu rồi hàng ngày rất là chu đáo. Rất là tỉ mỉ. Tôi thích. Mời cậu. Ăn cơm đi anh. Dạ. Đi làm hả? Mẹ ngủ hả? Anh. Bây giờ á, không phải là thời điểm thuận lợi để anh với mẹ đình công đâu. Anh không thấy hả? Ba đâu có quan tâm anh với mẹ đình công bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày. Ba mời luôn người giữ trẻ với lại chuyên gia chứng khoán tới rồi đó. Em nghĩ anh nên suy nghĩ kỹ lại đi nha. Em đi làm á. Bye em. Mẹ ơi. Mẹ, mẹ. Mẹ nghe hết rồi. Con sắm mấy cái thứ này làm cái gì? Dạ thưa ba, con bảo đảm có lời mà ba. Ba không phải bỏ mấy trăm triệu vô chỉ để lấy tiền lời đi. Đó, nó phản đối đó. Đi uống cà phê thôi. Còn ba đâu được coi? Nè. Ba, con xin lỗi ba. Động não chút đi. Giờ là sao? Sao là sao? Con cộng mà cộng cũng không được rồi là sao? Ủa, cái ổ sai hả? 54 cộng 19 bằng bao nhiêu? Để tôi mở máy tính tôi coi coi. Trời ơi. Nhiều đó mà cũng sử dụng máy tính là sao? 54 cộng 19 mà không biết. 54 cộng 19 bằng 37. Không, 73. Mỗi em đến ở phía trước nhưng chẳng nhớ.